Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Sáu ngày 16 tháng 12. Bản tin Nhà đất và Đầu tư xin được mở đầu với thông tin về việc chung cư cải tạo theo hình thức xã hội hóa sẽ được bồi thường tối đa gấp đôi diện tích căn hộ cũ. Đây là nội dung trong dự thảo quy định của thành phố về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được Ủy ban Nhân dân thành phố lấy ý kiến góp ý của người dân. Theo dự thảo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra hệ số K bồi thường đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do nhà nước trực tiếp thực hiện bằng một lần. Đối với phần diện tích căn hộ tái định cư vượt quá hệ số K bằng 1 hoặc dự án không cân đối được tài chính, thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng. Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không do nhà nước trực tiếp thực hiện, hệ số K bồi thường không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng căn hộ ghi trong giấy chứng nhận được cấp. Căn hộ mới được đền bù có diện tích không nhỏ hơn 25m² và bảo đảm tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m² không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Chính phủ và các địa phương đang tích cực nhận diện những điểm nghẽn thị trường bất động sản để có giải pháp trước mắt và căn cơ tháo gỡ, thúc đẩy thị trường phát triển ổn định, lành mạnh. Đặc biệt, hiện cả nước còn hơn 1.000 dự án đang triển khai, do vậy các bộ ngành địa phương cần rà soát dự án đang triển khai đủ điều kiện pháp lý, có khó khăn sẽ đôn đốc, các dự án còn vướng pháp lý thì làm rõ nội dung vướng mắc để tháo gỡ, nhất là dự án nhà ở thương mại. Khi được tháo gỡ khó khăn sẽ tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 6 dự án đầu tư đã bố trí tái định cư có tiến độ xây dựng dự án đầu tư nhà ở tái định cư chậm hơn so với tiến độ dự kiến sử dụng quỹ nhà của các dự án đầu tư có giải phóng mặt bằng. Cụ thể gồm dự án khu tái định cư Xuân La, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân giải phóng mặt bằng tại khu đô thị mới Cầu Giấy, dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, công trình xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm. Liên quan tới tình trạng tách thửa phân lô bán nền tự phát tại Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn các huyện như Thạch Thất, Quốc Oai, Sơn Tây đã nở rộ tình trạng tự ý đấu nối, mở đường nhằm mục đích tách thửa phân lô bán nền. Hiện nay, ngay khi thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm soát tách thửa, thì không ít thửa đất núp bóng dự án phân lô vẫn đang làm đường, tách thửa, chào bán rầm rộ. Đơn cử như 26 lô Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, 60 lô xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, 300 lô xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Cũng theo ghi nhận, trên các địa bàn huyện Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây có khoảng trên 20 trường hợp tương tự mở đường, thảm nhựa đấu nối phục vụ việc phân lô bán nền. Theo khảo sát trên thị trường, nhiều khu đất vườn đang được giao bán cắt lỗ sâu có diện tích từ vài nghìn mét vuông đến hàng chục nghìn mét vuông, chủ yếu tại các khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây và một số huyện của tỉnh Hòa Bình. Đơn cử, một mảnh đất rộng 5.000 mét vuông, trong đó có 500 mét vuông là đất ở, còn lại là đất vườn, tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang được giao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương với 1,1 triệu đồng một mét vuông. Tương tự, một mảnh đất rộng hơn 1 hectare tại khu vực này cũng đang được giao bán với mức giá 6,3 tỷ đồng, tương đương 630.000 đồng một mét vuông. Lô đất này có hơn 300 mét vuông là đất thổ cư, còn lại là đất vườn và đất rừng sản xuất. Tại huyện Ba Vì, Hà Nội, mảnh đất trong ngõ 3 mét có diện tích gần 1.500 mét vuông ở xã Cẩm Lĩnh, trong đó có khoảng 150 mét vuông là đất ở, còn lại là đất vườn, đang được giao bán với giá 2 tỷ đồng, tương đương 1,3 triệu đồng một mét vuông. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2022, nhưng thường lệ thời điểm cuối năm luôn được coi là mùa vụ trông đợi nhất trong năm của thị trường bất động sản. Thế nhưng thời điểm hiện tại, sự ảm đạm, trầm lắng vẫn đang bao trùm ngành địa ốc. Theo số liệu của DKRA, một tập đoàn về dịch vụ bất động sản, thị trường địa ốc phía Nam trong tháng 11 cả tháng chỉ bán được 213 căn hộ, bằng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Còn nhà phố, biệt thự cũng chỉ bán được 172 căn, giảm 83%. Biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố, shop house nghỉ dưỡng chỉ bán được lần lượt là 56 căn và 35 căn, giảm lần lượt 83% và 96%. Theo một số chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc có thể vẫn chững lại. Người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản. Đây là thời điểm tốt để mua vào bởi có không ít sản phẩm được bán ra với mức giá hợp lý. Nhà đầu tư nào chấp nhận rủi ro có thể mua ngay trong tháng 12, còn nếu chờ đợi các chính sách và sự điều tiết của nhà nước thì nên quyết định từ tháng 3 đến tháng 6 năm sau.
Thưa quý vị, thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, việc giao dịch mua bán trở nên khó khăn do dòng tiền hạn hẹp, trong khi nhu cầu nhà ở, kinh doanh tăng cao sau đại dịch đã giúp phân khúc cho thuê phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc nhà phố, văn phòng và nhà riêng. Báo cáo mới đây của bấtđộngsản.com.vn cho thấy thị trường cho thuê bất động sản phục hồi mạnh. Có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi, lượng chuyên gia từ nước ngoài quay về Việt Nam, rồi người lao động và sinh viên quay trở lại các thành phố lớn để học tập và làm việc. Và điều này khiến cho thị trường cho thuê của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trở lại. Trước ý kiến đó, ông Lê Đình Hảo, Giám đốc khối kinh doanh của bấtđộngsản.com.vn cho biết. Đây có lẽ là một trong những lý do chính mà khiến cho thị trường cho thuê tại Hà Nội, từ cho thuê nhà trọ đến cho thuê văn phòng, thì chúng tôi ghi nhận rằng mức độ quan tâm rất là lớn. Ví dụ như là ngay tại Hà Nội thôi thì mức độ quan tâm về cho thuê văn phòng và chung cư cho thuê văn phòng và nhà phố thì mức độ quan tâm tăng từ 40 đến hơn 50%. Riêng tại thị trường Hà Nội, đối với chung cư cho thuê, giá thuê đang tăng mạnh. So với quý 1 năm 2022, tại quận Cầu Giấy giá thuê tăng 25%, Nam Từ Liêm tăng 30%, Thanh Xuân tăng 29%, Tây Hồ tăng 40%, Đống Đa tăng 23% và Hai Bà Trưng tăng 25%. Chung cư một là cái giá thuê của nó nằm ở rất nhiều khoảng và nhiều đối tượng có thể tiếp cận được. Giá thuê tầm 3-4-5 triệu cũng có và giá thuê mười mấy đến hàng nghìn đô cũng có. Thứ hai rằng là chung cư thì ngoài mục đích để ở thì chung cư còn có thể khai thác để kinh doanh bán hàng, đặc biệt là những ngành hàng liên quan đến hàng online. Chính vì thế nên là chung cư là một trong những phân khúc mà nó nhận được sự hấp thụ rất tốt khi mà nền kinh tế mở cửa và người dân người ta quay trở lại thành phố. Theo nhận định, trong bối cảnh các phân khúc bất động sản khác như đất nền, chung cư khó chuyển biến tích cực do việc kiểm soát tín dụng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay và tạo áp lực cho người mua nhà, thì việc cho thuê nhà mặt phố và chung cư đang nhận được nhiều sự quan tâm và có thanh khoản tốt. Dự báo trong năm 2023, thị trường cho thuê dự kiến sôi động hơn khi nhu cầu thuê nhà của người trẻ ngày càng gia tăng. Nguyên do là khi giá bán căn hộ nhà phố ở ngưỡng cao vượt tầm tay nhiều người dân đô thị, thu nhập của nhiều người cũng giảm do kinh tế khó khăn thì họ phải hoãn kế hoạch mua nhà và tiếp tục thuê nhà. Nói về thu hút đầu tư luôn cần rất nhiều điều kiện, nhất là thu hút đầu tư phát triển các vùng đô thị mới. Bài toán hạ tầng giao thông kết nối giao thương luôn là tiền đề của tiến trình đầu tư đầy gian khó, nhưng nếu thành công sẽ mang lại thành quả hết sức ngọt ngào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách mà người Malaysia đã biến Cyberjaya, một vùng mỏ hóa, trở thành một thành phố hiện đại. Trước khi được mang cái tên mỹ miều như bây giờ, khởi nguồn của Cyberjaya từ trước năm 1997 là một nơi kém phát triển, hoang dại với lán trại heo hắt. Những con đường dẫn đến nơi này đều heo hút và đầy sỏi đá. Vậy nhưng, phép màu đã đến với nơi đây khi chính phủ Malaysia bắt đầu nhận ra tiềm lực của Cyberjaya và quyết định xây dựng vùng đặc khu kinh tế. Các nhà lãnh đạo Malaysia nhận ra tầm quan trọng to lớn về mặt địa lý của Cyberjaya. Nằm giữa thủ đô Kuala Lumpur và sân bay quốc tế, Cyberjaya có thể coi là điểm trung chuyển lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất và phát triển công nghệ. Vậy nên chính phủ Malaysia đã không tiếc công cung cấp cho nơi này những điều kiện tốt nhất để phát triển về các mặt như kinh doanh, sản xuất và sáng tạo công nghệ và giao thông. Cần phải nói thêm rằng vào năm 1999, khi đang trong quá trình xây dựng thì Malaysia rơi vào lốc xoáy đại khủng hoảng kinh tế, việc kết nối giao thông càng trở nên khó khăn hơn. Một loạt các giải pháp được thực thi để gỡ khó kịp thời cho dự án như điều chỉnh các tuyến xe điện cho khu vực đô thị, đột phá về giao thông vận tải, tạo ra hệ thống Cyberjaya BTS cho phép cư dân đặt lịch trực tuyến 24/24 một cách tiện lợi. Khi giao thông thông suốt, việc kết nối giao thương trở nên dễ dàng. Trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ từ một khu mỏ, rất nhiều tòa nhà, chung cư, văn phòng mọc lên. Và điều tuyệt vời là hệ thống các công viên cây xanh, có hồ điều hòa, các khu vực đi bộ, tập thể dục cho cư dân cũng được thiết lập rộng khắp. Chỉ trong một thập kỷ, Cyberjaya đã thu hút tới 1,87 tỷ đô la Mỹ cho đầu tư phát triển, cho phép 486 công ty đăng ký thành lập mới, cũng như thu hút các tên tuổi lớn như Dell, IBM và Huawei v.v. Khối sản xuất kinh doanh to lớn này đã tạo ra hơn 40.000 việc làm cho người dân Malaysia. Về không gian đô thị mới, sau 22 năm, Cyberjaya trở thành một thành phố thông minh với diện tích lên tới 7.000 hecta. Con số đó tương đương với 3.500 sân bóng đá, dân số 103.000 người, chủ yếu từ 20 đến 49 tuổi.
26 năm đã trôi qua kể từ lúc Malaysia đã nhào nặn Cyber Jaya dần thành thung lũng Silicon của châu Á. Đây thực sự là minh chứng về sự thành công của quá trình đô thị hóa được đầu tư thông minh bởi những sách lược đúng đắn phù hợp. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.